gì? Đòi nợ hả? Mày nghĩ sao vậy? Mày đòi tao 10 năm nay tao có trả cho mày một cách nào không? Không hề. Nghĩ sao vậy? Tao mượn 10 năm rồi, nghĩ sao tao trả cho mày? Một khi mày cho tao mượn có nghĩa là coi như mày cho luôn. Tao không bao giờ tao trả cái khoản như vậy đâu nha. Nha, bớt chai mặt đi nha. Trời ơi trời. Mới sáng sớm thôi gọi điện lần nọ là thấy điên máu rồi. Ai vậy? Đang bực mình qua là tôi chửi vô mặt cái nha. Chào em. Anh trai như vậy sao mà chửi vô mặt được trời. Mời anh vô. À, chị hả? Giới thiệu cho biết anh. Dạ. Là chủ nợ mới của em. Cái gì? Chủ nợ mới? Là sao? Nó lại là em được nữa. Nhìn kỹ anh nè. Anh là chủ nợ mới của em. Nè nè cha nội, tự nhiên ông ngang vô nhà người ta rồi nói chủ nợ là sao? Tưởng con nhỏ này mê trai rồi muốn nói gì nói hả? Xin lỗi nha. Rồi sao? Tôi nợ tiền gì anh mà vô đây anh đòi? Em không có nợ anh. Chứ vậy sao vô đây đòi? Em nợ thằng Ken, bạn của anh. Thằng Ken là thằng nam hàng võ hả? Đúng rồi, cái thằng mà trên Facebook hay chụp hình tự sướng đồ nhiều kiểu đó. Ủa thôi tôi ghét thằng đó lắm. Đừng nhắc tới tên nó nữa đây. Thì đó, tôi cũng là anh cũng ghét thằng đó lắm. Nhưng mà ủa nếu mà ghét thằng đó vậy tại sao tới đây đòi nợ giùm nó làm gì? Thì bởi vì em là con nợ của nó. Còn nó nợ anh. Cho nên là nó ủy thác em qua cho anh. Bây giờ tụi nó nhiệm vụ qua đây là để siết nợ. Bây giờ có tiền trả hay không? Không có tiền chứ gì. Không có đồng nào hết chứ. Không có tiền làm gì thì vậy? tôi thấy rồi. Cái radio này tôi anh ơi, em nói cho anh nghe nè. Cái này là cái mà siết đồ mà sai lầm nhất của cuộc đời anh đó, anh biết không? Anh nghĩ sao đem cái radio cũ quơ cũ mất về nhà làm gì nữa? Mà nó không có pin, nó không có điện nữa. Mà lâu lâu nha, nó phản lắm, tức là nó hát, tức là la âm tùm lên gì đó. Anh đi xích nợ người ta về, anh đã mệt rồi, anh muốn ngủ đúng không? Đang ngủ nữa chừng có hả, nó la âm tùm lên hết rồi sao ngủ được? Em thiết nghĩ là anh được lấy cái đó, hoàn toàn cái khác đi nha. Không, tôi thấy là tôi lấy thà lấy cái này còn đỡ hơn nghe cái miệng cô nói nãy nhức đầu quá. Không có nói nhiều nữa, lấy cái này. Bây giờ số đi, xin hãy mở radio. Em đây không biết làm chi, em đây chỉ biết xổ số thôi. Hình như tới giờ xổ số rồi. Bây giờ anh cho em mượn cái radio nó một tí thôi được không? Tới giờ xổ số rồi, hồi nãy em có mua tờ giấy số nè. Đó, bây giờ anh cho em dò đi, biết đâu được đó, hả? Em trúng đặc đắc thì sao? Lúc đó hả, em sẽ trả nợ cho anh. Hay gì hả Giang? Cũng được rồi. Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình Sổ số xàm xí muội. Trời, em yên tâm, mở đài của chị là rà đúng đài rồi cưng à. À, chỉ rà đúng một đài thôi nha em. Rồi, em hãy mở tờ giấy số ra. Mở tờ giấy số ra. Em nhìn kỹ vào tờ giấy số. Nhìn kỹ vào tờ giấy số. Gấp tờ giấy số lại. Gấp tờ giấy số lại. Bỏ vô trong túi đi em. Dạ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Hỏi nó coi. Trời chị ơi, gấp tờ giấy số lại rồi sao em dò được hả chị? Đúng rồi em, chị dò đài Vĩnh Long. Mà em nghĩ sao em mở sổ số đài Bến Tre vậy em? Rồi, để em lấy tờ giấy số Vĩnh Long ra. Dạ, đây rồi, tờ giấy số Vĩnh Long đây rồi. Tiếp đi nè. Đúng đài Vĩnh Long chưa? À, dạ, đúng đài Vĩnh Long rồi chị. Rồi, số đầu tiên. Số 2, có số 2 không? Có số 2 chị ơi. Trời ơi, có số 2 chị mừng quá. Tiếp theo. Dạ. Số 4, số tiếp theo. Số 4 là có không? Số 6. Con số 4 luôn nè, con số 6 luôn nè. Dạ. Bài số trúng rồi. Bài số rồi. Trật tự, số tiếp theo. 3, 5, 7, chủ nhật, rằm, ăn chay. Bà bị điên là chủ nhật thì rằm ăn chay gì nữa. À không có, ý chị nói ngày rằm chị ăn chay chứ không có giờ số quá em. Nghe lại, 6 số nè em ơi. 2, 4, 6, 3, 5, 7. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Chục số rồi. Anh ơi, em trúng số rồi. Anh ơi, nghe như tiếng sét đánh thương nhân tài. Thì đó, anh đã nói rồi, có tiền rồi, trả cho anh đi. Chưa nha. Anh ơi, anh cho em đi phẫu thuật thẩm mỹ nha. Tại vì em chưa có tự tin với lại cái nhan sắc này đó. Không phẫu thuật gì hết. Bây giờ là được rồi, nhan sắc vậy là được rồi. Dạ, thôi được rồi. Vậy thì bây giờ anh cho em đi làm răng với làm tóc nha. Tại vì ông bà mình nói cái răng cái tóc là gốc con người á anh. Ở đây có người làm tóc cho luôn. Có luôn hả? Có con bé làm tóc nó đứng ở ngoài đó, anh cột nó ngoài cái cục đèn á. Ủa trời, sao anh đi cột người ta vậy? Nó cũng là thiếu nợ của anh. Con nợ của anh lợi nhà nó, anh kiếm mà nó không có tiền nó trả, buộc lòng anh siết nó luôn. Đứng nó đợi cho tôi. Mày đi vô đây, mày đứng mày ngó ngó gì vô đây nè. Đứng im đó. Đây là người làm tóc, xem. Dạ chị, làm tóc gì vậy chị?
chị à, bây giờ chị nhìn cái bản mặt của em đi, nó đẹp lắm đúng không? Nhưng mà nó chưa có phù hợp với lại cái kiểu tóc á. Bây giờ chị làm cái kiểu tóc nào nó sang trọng, nó quyến rũ, nó quý bà này nọ để cho em. Cho nên khi mà em ra đường người ta nhìn vô người ta biết được em là cái chủ nhân của tờ giấy số 1,5 tỷ này. Rồi, bây giờ em sẽ chỉ cho chị một cái tóc búi, nhưng mà em phải làm chính tóc em. Tại vì em nợ anh này chứ em đâu nợ chị đâu. Đúng rồi, tao chỉ cho mày thôi mày. Các kiểu tóc búi đơn giản và sang trọng. Tóc búi cuộn. Bước đầu tiên, bạn đánh rối lớp tóc bên trong để tạo độ phồng. Bước tiếp theo, bạn chia dọc tóc thành hai phần đều nhau, giữa một phần tóc nhẹ nhàng cuốn theo chiều từ ngoài vào trong. Cuốn đuôi tóc gọn gàng ở sau gáy rồi cố định lại bằng ghim. Tiếp theo, bạn làm tương tự với nửa tóc còn lại. Phần đuôi tóc được cuốn vòng quanh búi tóc đầu tiên. Tóc xoắn búi thấp. Đầu tiên, bạn lấy một phần tóc nhỏ phía trên quấn tròn. Tiếp theo, bạn lấy thêm một phần tóc nhỏ xoắn tròn và nhập chung phần tóc trước. Làm tiếp cho đến phần tóc sau gáy thì quấn tròn búi gọn gàng và cố định lại bằng thun và ghim. Tiếp theo bạn làm tương tự với phần tóc còn lại. Vậy là mái tóc quấn búi tròn của bạn đã hoàn thành rồi đấy. Tóc búi thấp kèm lọn tóc tết. Bước đầu tiên, bạn lấy hai phần tóc nhỏ ở hai bên mái, buộc lại ngang phía sau. Bước tiếp theo, bạn lấy hai lọn tóc ở hai bên mái, kết gọn lại rồi cố định đuôi tóc bằng thun. Tiếp theo, bạn cài đuôi tóc cuốn quanh phần tóc buộc nữa để tạo độ uốn mượt mà. Sau đó thì cố định lại bằng kẹp tăm. Cuối cùng, bạn vắt hai lọn tóc tết mai ban đầu để che phần mép tóc và giấu đầu tóc lại bằng kẹp tăm. Đó, tươi liền, dễ thương liền, sang trọng liền. Dạ, đẹp đúng không anh? Rất là đẹp, dạ. Cho trả tiền đi. Anh đi lãnh hả? À, bây giờ anh ở nhà, anh coi nhà giùm em nha, em chạy em đi lãnh nha. Ừ, đi lãnh. Nha, lãnh xong rồi em trả tiền cho anh nha. Được thôi. Yeah, đi lãnh tiền từ giấy số Bến Tre đây. Ê, khoan. Lại đây, lại đây. Dạ, sao nữa anh, thì em lãnh xong rồi em trả cho anh mà. Em mới nói cái tờ này tờ giấy số gì? Bến Tre. Hồi nãy cái bài radio này nè, bà nói là em lấy tờ Bến Tre ra em cất vô là rồi sau đó mới lấy cái tờ Vĩnh Long ra dò, đúng không? Thì đúng rồi. Thì có nghĩa là bây giờ cái tờ giấy số này là tờ Bến Tre, mà đài của ba là đài Vĩnh Long, mà Bến Tre không thể nào dò của Vĩnh Long được, cho nên bởi vì em cất cái đài Bến Tre vô, em lấy cái đài Vĩnh Long ra thì em cất vô xong em lấy ra là lấy tờ Bến Tre. Là cuối cùng là mày không có trúng á hả? Hả? Hai cái đài nó khác nhau mà. Tới giờ phút này em còn không biết là em trúng hay không. Là không trúng tao giỡn mặt với mày đó hả? Bây giờ mày không trúng đúng không? À vậy là không có chúng mày gạt tao, mày lừa cao à? Em không bao giờ mày lừa cao, mày chỉ cái gì tao đâm mày luôn nè chứ mày chỉ. Trời ơi, chạy quay thôi. Thì nó kêu mày cất tờ Bến Tre đi, lấy cái tờ Vĩnh Long ra mày dò, đúng không? Không, lại ừ, thì em phải nói cái tờ.